Hoan hỷ Thanh Đồng chào mọi người đến với hành trình hành hương về núi Cấm ở trong những cái ngày tháng giông bão. Và Thanh Đồng muốn làm video này chia sẻ lên với mọi người một cái đoạn hành trình, cái khung cảnh mà mọi người đang nhìn thấy trước mặt là đứng ở trên điện Bồ Hông. Mọi người nhìn xuống hồ Thủy Liêm, mọi người thấy tượng Phật Di Lặc nè, thấy chùa Vạn Linh nè, và đây chính là khung cảnh mà quay xuống dưới nhà dân á. Ở một bên là quay về hướng chùa, cảnh nó sáng tại vì nó gần, còn quay xuống dưới nhà dân người ta nhỏ, ánh sáng nó nhỏ, nhìn không có thấy. Rồi đây là quang cảnh trước lúc chuyển mưa. Thanh Đồng đi cái chuyến này là chạy xe Honda quý vị, không có đông người, nó vắng, mà Thanh Đồng lên ngay cái thời mà có một mình ên mình, một mình một ngựa ở trên một cái điển, một cái ngôi là một mình ên mình luôn. Rồi khi mà mưa mà nó chuẩn bị nó ập tới rồi, ngồi thiền ở trong điện Cửu Huyền Trăm Họ trên đỉnh núi Cấm. Và trong quá trình ngồi thiền, Thanh Đồng ngồi luôn cả một đoạn thời gian rất là dài trước khi quay phim cho quý vị. Và ngồi thiền xong rồi, đêm thấy tối vẫn còn mưa, vẫn còn quay cho quý vị xem. Và quý vị ơi, khi mà mình lên đây mình nhớ cẩn trọng hai vấn đề. Một là mình lựa chọn xe ôm thật là kỹ nha, tại vì cũng có nhiều người người ta chặt chém giá cả lắm đó. Thế thứ hai nữa là mình lên đây mình nên chọn những cái điển để mà mình ngồi xuống, mình ngồi thiền ha. Nghe lời Thanh Đồng, ngồi xuống ngồi thiền để làm cái gì? Câu này Thanh Đồng sẽ làm một video clip riêng, tại sao phải đi về điển để ngồi thiền ha. Hoan hỷ tất cả mọi người. Những cái khung cảnh mà Thanh Đồng quay cho mọi người á, chắc có lẽ là những người đi nhiều lần thì đã biết rồi. Còn những người nào mà chưa từng đi hoặc là chưa bao giờ biết thì mọi người có thể xem để biết. Nhưng mà Thanh Đồng khuyên quý vị là nên đến đây vào những cái ngày nắng. Còn những ngày mưa thì những ai mà đang bị có những cái điều kiện thời gian phù hợp. Có nhiều người người ta đi làm nè, có nhiều người là người ta chỉ phù hợp vào cái mùa này thôi. Đây là mùa mưa, cho nên không phù hợp lắm đâu. Khi mà mọi người đi có lẽ mọi người sẽ hơi buồn đó, tại vì mưa mọi người sẽ không được đi nhiều nơi, không có được nhiều sự thoải mái. Mưa thì mọi người cũng biết rồi, dung cảnh hiện tại của nó làm cho mình lạnh, rồi nhiều cái bẩn dơ của mưa. Nhưng cái điều quan trọng, vàng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Khi đứng trước nghịch cảnh, đứng trước những cái tác phong của thiên nhiên mà mình vẫn cố gắng mình vượt qua, thì đó mới là những người đạt được điểm cao, đúng không ạ? Và ở trên điển này thì Thanh Đồng có một cái lưu ý cho mọi người là khi mọi người lên á, mọi người một tớ nhớ tuyệt đối là đừng có bao giờ nói bậy nha. Mình lên tới thì mình cứ trình thôi, con là con cháu, nhà họ gì, tên tuổi, con từ đâu đến, và con đến đây, con đảnh lễ chư vị, chỉ vậy thôi. Đảnh lễ chư vị chỉ vậy thôi. Còn nếu như mà mọi người có cầu tiền tài danh lợi vật chất, hay mọi người cầu cái gì đó của trần gian là tùy hỷ tùy tâm. Thanh Đồng không cấm cản người ta cầu, nhưng Thanh Đồng giới thiệu cho mọi người một cái lời cầu là thân tâm an lạc, phiền não đoạn diệt, tật bệnh tiêu trừ. Và hơn thế nữa là mình cầu cho gia đình của mình được nhiều những cái điểm tu tập, con cháu, ông cha, cô chú, anh chị em, thúc bá đệ huynh đều hướng về cội nguồn Bồ Đề Từ Bi mà tu tập. Hoan hỷ tri kính tất cả quý vị. Những cái lời của Thanh Đồng có lẽ là những cái lời mà quý vị chưa hiểu lắm, nhưng mà Thanh Đồng tin rằng quý vị sẽ hiểu được một phần nào đó. Quan trọng là cái phút mình nguyện cầu á. Và ở điển này thì khi mọi người đến thì có một cái sự giao kết tâm linh giữa các dòng điện từ. Mọi người tin Thanh Đồng đi tay chân sẽ nhẹ nhàng, nhưng mà trước khi đi đừng có ham hấp tấp vội vàng quá. Mình phải chuẩn bị đồ đầy đủ hành trang. Thứ nhất là mình phải rành rẽ địa hình địa thế. Thứ hai nữa đó là mình phải có chi phí nè, đúng không? Cái thứ ba nữa là mình phải xác định khoảng thời gian mình lên đây đẹp nhất là vào ngày nào. Tốt nhất mọi người nên đi buổi sáng. Buổi sáng là nó đông thật, nó đông thật, nhưng mà nó ít những cái nguy hiểm. Còn những ai đã rành rẽ địa hình đường đi nước bước ở đây, mọi người đi buổi nào vẫn được. Còn đối với Thanh Đồng, Thanh Đồng đi buổi nào, tháng nào, ngày nào, mùa nào cũng được, tại vì Thanh Đồng đã quá rành rẽ ở cái xứ này rồi. Hoan hỷ tất cả mọi người.